Chiều nay 8 tháng 5, sau 3 ngày thảo luận, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quyết định không chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tuyên bản án hình sự phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 8 tháng 4 năm 2009. Hội đồng thẩm phán cho rằng, ở những thời điểm quan trọng, Hồ Duy Hải luôn nhận tội. Tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm kết án Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản giết người là có căn cứ không oan. Dù quá trình điều tra xét xử có một số thiếu sót, nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án. Do vậy, không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm phúc thẩm để điều tra lại, theo kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Viện dẫn quy định của pháp luật, Hội đồng thẩm phán cũng cho rằng quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng pháp luật. Liên quan đến hai vật chứng quan trọng được cơ quan điều tra yêu cầu nhân chứng trong vụ án mua rồi đưa vào hồ sơ vụ án, hội đồng thẩm phán cho rằng việc mua dao thớt là để nhận dạng, phục vụ điều tra, không phải là công cụ gây án.